từ lấy giờ mẹ không đánh con một roi gì nhá. Mình đang không. Con với con hư, mẹ lấy roi, lấy cái cuống chổi. Mày đi nó chỉnh cái cam cho mày xem không? Làm sao chỉnh cam? Mẹ đánh đấy, mẹ lấy roi đấy. Mẹ lấy roi đấy, mẹ lấy cái chổi mẹ đánh đấy, nói không nghe mẹ đánh đấy, mẹ quất thật đấy. Quất nghe con nói không ý này. Mẹ phải biết đi. Thôi không nói mẹ nữa. Còn bây giờ còn cái chuyện việc giao quả không biết là ai dạy con, ai bảo con thì mẹ không biết. Mày chó ơi, mày thích chết đâu hả? Mẹ à mẹ, bố mày nói cho mày biết nhá. Mày về đây 3 tháng rồi mẹ không một hợp đồng hào nào ở dưới kia nhá. Nào, bây giờ cả ông ở đây, bây giờ con nói cho biết luôn là mẹ con đánh con bằng cái cây sắt ngoài kia. Xong rồi đây. Con gái con trai đánh mà mẹ tím tay luôn đây. Đây. Tím tay đây. Đây. Đấy nhá. Đấy nhá. Đây là tự nó đánh nhá, tự nó ngã chứ không ai giúp.